Ok, và chúng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi là Sensei. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi Hot Lava. Yeah, thì game này thì mình có dành ra vài chục phút để chơi thử rồi các bạn. Và mình thấy hay là quyết định mình mới quay video cho các bạn coi. Nên là các bạn thấy thì mình đã chơi được màn này, còn màn này chưa chơi xong. Còn màn này thì cũng chưa chơi luôn. Nên là yeah, chúng ta sẽ chơi cái school ha. Yes, let's go. A few moments later. Lâu quá vậy? Không lẽ mày để tao nhảy cái miết vậy sao? Ờ vô rồi nè. Ờ thanh niên này đang vẽ bậy. Và bước xuống có lava. Ờ khoan đã, cái lava tao đâu rồi? Mình bỏ 120k ra để chơi cái game tên là Hot Lava. Dung nham nóng mà các bạn nhìn đi, không có miếng lava nào cả, không có một chút dung nham nào luôn. Đang phải lừa đảo cái này gì? Trời đâu. Vô. Yeah, baby. Rồi, vô nào. Ok, chúng ta đang ở chỗ nào đây? Ồ, có mấy thằng bạn mình nữa các bạn. Oh, hello man, hello. Hello man, để con nó nhảy nha. Coi này, coi nè. Để con làm gì đây. Oh, giỏi vậy ta, mình cũng làm được nè. Hi. Chào anh bạn. Thằng này nó bị điên à. Ok, thằng này bị điên thiệt rồi các bạn ơi. Oh, bài lát. Cái game này khá đơn giản ha, tại mình thấy nó khá là dễ. Thì thật ra thì game này nó khá giống cái game Cá Sấu Lên Bờ các bạn, xưa gần hay chơi á. Ủa, cô gái các bạn ơi. Oh my god, có gái kìa. Chúng ta phải thể hiện mới được các bạn ơi. Làm sao đây, phải thể hiện mới được. Oh sorry, oh no, như vậy là không được rồi. Làm sao đây ta? Phải có cái hướng nào đó chứ. Mình phải nhảy lên đây đúng không? Nhảy lên đây. Sau đó chúng ta sẽ bay qua đây. Và bay qua đây chăng? Và từ đây chúng ta sẽ nhảy qua đây. Tính toán cả rồi, mình là thiên tài mà các bạn. Ok, cái này mấy cái bong bóng gì đây? Mày cút đi, đây là bàn của tao, đây là địa phận của tao, luật chơi của tao, cút hết. Thằng què nữa, cút luôn đi. Ok, hello mọi người, có ai đây không? Konnichiwa, Minasan. Oh, có màn chưa chơi này các bạn. Ok, vô nào, leo lên đây. Tại vì mình không thích chơi lại, tại vì chơi lại nó cảm giác như mình chơi rồi á, nên là nó rất là chán ha. Nên là mình sẽ chơi bằng mới. Rồi, vô. Bắn tiệp, chiu chiu. Rồi, vô. Yeah, và chúng ta... Ồ, cái thằng bạn mình này các bạn. Nó lại kìa. What the fuck? Rồi. Ok, let's go. Leo lên đây. Leo lên. Mình sẽ phải đi qua bên này đúng không ta? Được thôi. Nhảy. Nhảy. Oh shit. Mamma mia. Rồi ok, mình sẽ phải làm gì đây? Oh. Mình giỏi mà các bạn. Lên cầu thang nào. Leo lên, đi qua đây. Làm sao đây, tôi phải làm sao. Oh. Mình giỏi mà các bạn. Game này quá dễ với mình. Ôi chết cụ rồi, làm sao đây. Up rổ. Bay lên. Nó thiệt chứ game này dễ thôi, tưởng gì khó lắm. Game nào đấu mình cũng dễ các bạn à. Ủa mình thắng chưa? Ơ sao mình chưa thắng được? Cái kỳ vậy? Ủa chứ không lẽ mình nhảy cao quá cũng chết hả? Ủa cái nhạc khá hay các bạn. Yeah, quẩy. Ủa đâu hết nhạc rồi.
Thôi, chơi tiếp nào. Ô, cái nhà kia. Chậm chậm thôi, chậm chậm thôi nha, chậm chậm thôi. Xuống đây, xuống đây. Yeah. Rồi, rồi, tủ đồ nè. Cút hết, đây là cái bàn của tao. Tụi mày đi ra, cút hết đi. Một lũ cặn bã. Bay lên đây. Ô, hóa học nè, bạn của tao, lực sân chơi của tao, lực của tao. Oh no. Tự nhiên chết ngu quá trời. Oh my god, không đáng gì cả. Đây lực của tao, cút hết. Ủa, hình như mình bấm nhầm cái nút X đó sao, là nó sẽ quay lại chỗ cũ á. Oh, điên ghê là. Cút hết. Yes. Hóa học này thì hóa nè. Chính mày làm tôi bị điểm kém á. Khá hóa nè. Bọn khốn nạn. Rồi có thể bài. Tôi sẽ ăn thẻ bài. Tôi là thủ lĩnh thẻ bài Sakura. Ngoan. Lộn, ngon chứ nhầm. Oh yes baby. Bay lên đây. Đúng không? Nhảy quá. Không hiểu. Hiểu rồi. Rồi. Má mình không hiểu. Cái đồ điên này, tại sao mày không làm được cái vụ này hả? Hồi nãy mày nhảy được cơ mà. Bực cái mình nè. Hiểu rồi. Xin lỗi nha. Nghiêm túc nào, không giỡn nữa, không nói nhảm nữa. Nhảy qua đây. Sao đi xuống. Làm được rồi nè. Rồi, hóa học này. Này thì hóa. Nè, thủ công mỹ nghệ này, cút hết. You're again and again này. Ok. I'm stuck. I want some friend. Tôi không có bạn. Chơi một mình chán các bạn ơi. Ok. Pow. Yes. Trời đau quá các bạn. Ok, chúng ta sẽ nhảy làm sao đây ta? Mà. Tính toán coi nè. Có cái cây ở đây. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Không được, xém được. Lạ nào. Mày cút. Trái đất này là của tao. Mình giỏi vãi. Không sao, mình làm được mà các bạn. Mình giỏi mà đúng không? Chúng ta là anh hùng. Mày cút ra. Hi, chào nó coi nè. Hi. Hello. Ê, các bạn coi nó chết nè. Thằng ngu. Yes. Rồi, ok. Cút hết. Đó. Cái nơi của mày là cái chỗ nhung nham á. Cút hết đi. Cái đó là cái nhà của mày đó. Đi hết đi. Lên đây. Wow. Mình khá là giỏi ha các bạn. Cái thằng này nè. Các bạn coi đi chết nè. Coi nhanh, coi kỹ nha. Mình biết mà anh sắp chết nè, Nó này không được đâu. Anh đang sợ các bạn. Coi nè. Coi nè, các bạn coi tới lượt mình nha. Coi nè. Mình giỏi không đó chứ. Ok, cái chuyện đó các bạn bỏ qua nha. Nói chung mình chưa nói gì cả, mình không nói gì hết á. Coi nè. Trời ơi.
Con này con làm này. Oh no. Ấy đâu rồi. Có làm các bạn, có làm nè. Ồ. Mấy cái này nó gà quá à. Ok. Mình sẽ làm sao đây ta? Ôi trời ơi, tội nghiệp chứ kìa. Đó. Ôi coi kìa, chết nữa kìa. Ôi nó chưa chết. Tao tin vào mày. Anh em gia đình tin vào mày. Cố lên. Và cái dung nham nó cũng tin vào mày. Cố lên. Ok, mình sẽ dẫn các bạn nha. Đầu tiên các bạn sẽ xuống các bạn này đúng không? Đây cái kéo rồi đã. Cút đi. Bay quá. Tao giỏi quá mà. Yes. Yeah. Mình giỏi quá. Rồi, đây chúng ta sẽ có sợi dây nè, chúng ta sẽ bay lên. Được không ta? Được nè, đủ dây. Mình quá giỏi. Nè, và cái này ở đây đúng không ta? Hơi bị xa đó. Cố lên nha. Chúng ta sẽ tính toán coi nè. Mình không có gì để đu lên cả. Mình sẽ đu lên cái này. Đu lên cái này. Và sau đó chúng ta sẽ có thể nhảy qua cái này chăng? Đúng rồi. Tuyệt vời. Bay qua đây. Oh mẹ ơi. Oh. Rồi. Dây. Oh shit. Cái dây. Oh. Này là địa lý nè, cút hết nè. Ok, nhảy lại. Cút. Win rồi, yeah. Yes, baby. Yes. Mở ra này, mở hộp đồ chơi các bạn ơi. Để coi có gì đây. Một cái súng. Rồi, gắn vô. Thay đồ nữa các bạn ơi. Oh my god. Rồi, gắn mũ vô nào em. Wow. Tuyệt vời nha. Gắn súng vô. Tạo dáng đó nè. Wow, nó còn gì đây? Nó còn gì nữa không? Mày quá gà. Rồi, chắc hết rồi ha. Rồi, ra nào. Rồi, vô nè các bạn. Let's go. Rồi, chơi nào. Rồi, chúng ta sẽ nhảy. Cái gì đây? Cái này là PC hả? PC bị lỗi các bạn. Nè, thanh niên coi nhiều GV quá nên là bị với virus rồi. Tội nghiệp. Nhảy thuộc ráng nè. Bay lên đây. Đá bài. Nhảy xuống. Rồi chúng ta sẽ đi đường này ha. Là đây. Đó. Quá dễ hả các bạn. Ok. Đường nào. Đây. Ok. Chúng ta sẽ bay lên cái cột. Ăn lá bài, thủ lĩnh theo bài. Sau đó nhảy xuống. Yeah, nhiệm vụ hoàn thành. Mình giỏi phải. Đó. Đường nào đây ta? Đường nào? Lên đây. Đó. À.
À. Ô, có bạn mình này các bạn. Ok ok, chúng ta sẽ cố lên cố lên, không thua được, không thua được. Shit. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đi vô anh Thành. Đi qua đây, qua đây. Oh man, mình giỏi vãi. Mình tưởng là cái đó là đứng lên được. Ok ok ok. Yes. Lá bài của tôi. No. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lên đây. Ăn lá bài. Nhảy xuống. Làm được rồi. À, đường nào đây? Đường này. Biến ra nè. Cút hết. Mày đi ra. Hướng này đúng không? Từ đây nhảy qua đây. Bay qua đây, sau đó chúng ta sẽ lên cái này. Không được là sao? Rồi, lên đây. Đúng không? Mình nói đúng không? Thì ra trên này. Mày bố mày lừa mày à? Ấy lộn. Mày lừa bố mày à? Yes. Mình là người nhện. Superman. Sao đây ta? Đi xuống. Đi xuống. Trời đậu. Ta kêu mày đi xuống. Đi xuống. Được rồi. Mình quá giỏi. Ôi. Mình quá giỏi. Đi xuống được chưa? Đi xuống. Trời. Cái gì đây? Thằng ngu. Để coi làm gì đây, anh thiên làm gì đây. Để coi nha. Ngầu chưa. Coi té nè, coi nó té nè. Ok các bạn, giờ mình sẽ mang kính vô cho mình giống như mấy anh thanh niên đẹp trai mà thông minh các kiểu á, trí thức hiểu không? Rồi mang kính vô cho nó tăng hội thắng nha. Rồi mang vô. Wow. Éo thét mẹ vô luôn. Oh yes, mình giỏi hơn đúng không? Các bạn thấy mình giỏi hơn không? leo lên. Nhảy qua đây. Mình quá là giỏi. Xa. Lạy chúa ơi, tha cho con. Tao muốn leo xuống thôi mà. Cái đồ quỷ. Cuối cùng cũng được rồi. Trời mé ơi. Rồi nha, mình sẽ lên. Ok, đây là gì đây? Đây là môn hóa học. Hóa nè. Bố mày ghét. Gì đây? Libena Kakarabasarasori CS Barata Balatare O Ru. Quần què vậy vậy? Yes. Mình giỏi phải. Bay lên. Yes. Rồi mình sẽ sắp thắng rồi nè. Rồi cố lên nha các bạn. God. Mình kính vô cho nó thông minh hơn nè. Từ từ mình kính vô. Đâu rồi, không thấy đường. Trời ơi, ngay hết á. Hướng nào đi? Oh. Oh, oh, no.
Yes, 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 yes. Oh, oh, oh. Oh, 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 yes, baby. À, đến đi nhà em. Leo lên cái này. Môn gì đây? Đây là môn gì ta? Bác sĩ hả? Sinh học nè. Dầu gội nè. Đi hết dầu gội, dầu dưỡng tóc. Câu chuyện ở đây. No no volcano. Cút hết. Nè. Yes, baby. Em khủng long dễ thương như kìa. Chào em. Em khỏe không? Oh no. Tôi làm như thế này. Tôi thật lòng xin lỗi. Oh my god. Oh. Oh, em gì đây? Dễ thương gì vậy? Oh. Mình không có ý, các bạn hiểu không? Mình chỉ là đang cố gắng tạo ra thân thiện thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu, cuộc đời nó không như cuộc sống. Ha. Hề ya. Hề ya. Rồi. Có lẽ bài, có lá bài này các bạn. Mình sẽ làm sao. Wow. Leo lên. Không được, không được. Tính thử coi. Không được, không được rồi. Nhìn thử coi ta, có cái chỗ nào để qua không? Đây. Oh, oh, baby, 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 you are alright? Ah, yeah, baby. Một lá bài nữa kìa, nằm ở dưới đây. Oh, mình giỏi vãi. Oh, về vãi rồi, ok. Lá bài này các bạn, lá bài này. Mình sẽ nhảy qua đây đúng không? Từ đó chúng ta sẽ yes. Shit. Hello man, để coi con đi chết nè. Trời ơi, tuổi gì với mình? Mình giỏi nhất rồi. Mình là giỏi nhất trong game rồi đó. Không được. Oh, wow, 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 man. Oh, no! Tìm tôi. Oh my god. Con chết nè, con nó chết nè. Bạn con nó chết nè. Con này con kỹ nha, mày nó chết nè. Tôi mày biết mà, mày biết nó chết mà. Mày chết cho tao, mày chết cho tao. Mày. Con nè, mày biết nó chết mà các bạn. Con kỹ nha. Con này con nó chết nè. Không để làm được hả? Nó chết rồi, tôi biết nó chết mà. Mấy này nó gà lắm. Ok, ok. Ok, làm sao mà tụi nó làm được vậy? Oh. Hiểu rồi nha. Tôi hiểu rồi nha. Đây lừa bố à. Oh my god. Làm sao đây? Oh yes baby. Đập tay nào. Ok. Nhúng nào. Nhúng. Wait. Đu lên. Phải làm gì đây? Mình đứng đây đúng không? Sau đó mình sẽ nhảy qua đây. Oh, tuyệt vời. Mình hiểu rồi. Rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ đi hướng nào? Wait a minute. Sắp thắng rồi. Cố lên. Chúng ta phải đu dây. Nhảy qua đây trước. Bay qua đây.
Đó chúng ta sẽ úp rổ. Oh shit. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nhẹ nhàng thôi. Rồi không được chữa bậy. Ok không được chữa bậy. Không được chữa bậy. Yes, 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 yes. Cứ tưởng bố mà không làm được à. Tất nhiên là không làm được rồi. Ê lộn, tất nhiên làm được rồi. Bố mày là bố này tù là CC, bố mày là thầy mày đúng không? Nè nè nè. Trời ngứa tai quá. Ok ok. À nè 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 nè. Đu vậy. À tao phải dùng bộ sáng. À. Yes. À dễ thương quá. Yeah, nhân vật mới. Rồi. Yes, baby. Tiếp nào. Yes, 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 yes. Rồi. Ok, chúng ta sẽ bóc tem nhân vật các bạn. Đây, nhân vật mới đây. Đó, wow. Cowboy, Yesuo. Oh, pum pum. Rồi, gắn cho nó cái mũ nè. Ngầu chưa? Gì đây? Cho nó cái súng. Wow. Em chưa? Phê vãi. Ok, và video xin dừng tại đây. Và mình mong các bạn có thể để lại cho mình một like, một share, subscribe và comment dưới ý kiến của các bạn. Và bây giờ thì bye bye. Cái này nó nghe như nhạc của Season Gao quá.